kinh khủng luôn, sáng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chào bà con, chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em có lên clip mai này 20 cây nha chú anh chị. Ở giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Điện thoại của em là, số điện thoại của em là 0355329237 nha cô chú anh chị. Em tên Hảo nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua nha cô chú anh chị. Ngày quanh bự à. Ok, sáng đẹp luôn nha chú anh chị. Này là hoành thang 21 nha. Dữ lắm, còn rồi cái nụ khiếp luôn đó. Cá ngang là 1m3 nha chú anh chị. Chiều cao 1m4 nha, mình nút đều luôn. Chú anh chị xem kỹ nha cô chú anh chị. Mình nút nè, phải nói luôn. Ừ, sáng đẹp luôn á. Cây 45 này em giao lưu là 1,3 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, okay. Rồi tiếp theo là cái A46 nha anh chị, A46. Gì cành rất đều luôn nha cô chú anh chị, càng tràn do luôn. Cái này là hình, cái này là nhánh nó như tập gym nha cô chú chị, đẹp lắm nha. Mình thân nó là 19. Ồ, nút bành bành không đã lắm. Cá ngang là 1m4 nha cô chú chị, chiều cao nó là 1m3 nha. Mua mai này về chân là xứng đáng nè cô chú chị ơi, nhìn hậu nút mà cô chị ơi. Giá cây A46 này em giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Quá dễ chơi luôn cô chú anh chị ơi, chi cành đều luôn, quý vị xem kỹ nó trong chỗ nào chứ mà chi cành rất đều luôn, chi cành tập gym đó cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo là cây A47 nha cô chú anh chị, A47 tàn đều luôn quý chị. Cái cây này là cô chú anh chị xem nè, em là chị thấy là nụ á, chứ lá ít hơn nụ nha cô chú anh chị. Cái này là siêu nụ luôn đó, hoành thân nó là 17 nha cô chú anh chị. Siêu nụ luôn đó. Cá ngang là nó 1m1 rồi nha. Chiều cao là 1m5 nha, phải nói là nụ luôn đó cô chú chị ơi. Nở ra là kiếp luôn, ở trong là nụ không à, không có lá nở ngoài, mà ở ngoài cũng có nụ luôn nha. Đầu nhánh quá xá nụ à cô chú chị ơi. Cây A47 này em vô luôn cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Quá xá nụ luôn cô chị. Rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo là cây A48 nha cô chú anh chị. A48 cần đều tròn luôn nha cô chú anh chị. Anh chị xem nè ha. Đi cần đều luôn. Em đâu hoàn thân chị xem nha. Hoàn thân là 18 nha cô chú anh chị. 18. Cá ngang là 1m3 nha. 3. Chiều cao là 1m5 nha cô chú anh chị. Cây A48 em giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà anh em nào mà có mà mua đi bán lại thì alo em nha, tính giá sỉ cho anh em. Này đặt 14 là ok luôn đó nha cô chú anh chị ơi. Thì theo thời tiết, nếu thời tiết nó xấu nó lạnh thì mình đặt 13. Nhưng mà thời tiết ấm thì mình đặt 14 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có mua cây của em á, thì nhớ tưới nước dùm cho em nha, ngày nào cũng tưới hết nha, tưới ngập chậu nha, đừng để cho nó khô nha. Rồi đỡ cây. Tiếp theo là cây A49 nha cô chú anh chị, A49 này. Cái cành đều luôn nha,
Ủ nút là chơi tết ok luôn nha cô chú chị ơi. Đến đâu bạn thân chị xem nha. Con ngay đây đi. Bình thân là 19 nha cô chú chị, 19. Sáng ngang là nó 1m3 nha cô chú chị. Chiều cao là 1m5 nha. Cây này nụ đều 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 nở ra đẹp lắm đó nha cô chú chị. Nụ bự không à. Cây A là 49 em giao lưu là cũng gần 1.3 luôn nha cô chú chị ơi. Xem nè. Cây này tàn thông rất đẹp luôn nha. Chị xem đây nó. Rồi. Ok. Rồi, tiếp theo là cây A50 nha cô chú chị, A50. Tàn đều luôn, nụ nút là khỏi nói luôn nha. Chị xem nè. Nụ ra tới ngoài luôn đó. Nụ lòi lòi ra ngoài luôn. Chị xem đi. Quá xa rồi. Đều luôn, chị cầm đều luôn nha cô chú chị ơi. Đâu hoàn thân chị xem nha. Thân 17 nha cô chú anh chị, 17. Tán ngang là 1m2 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m4 nha. Tàn quá đẹp cô chú anh chị ơi. Bông. Ok luôn. Yeah. Cái A50 này em giao lưu là cũng là 1.3 luôn nha cô chú chị, cành đẹp luôn. Rồi đó coi. Tiếp theo là cây A55 nha cô chú chị, A55. Chú quên A51, xin lỗi cô chú chị nha, cây A51 chứ không phải 55 nha. A51. Tàn đều rất đẹp luôn chị ơi, ngủ nút là khỏi nói rồi. Nào bạn thân chị xem nha. Thân 17 nha chú anh chị. Cái ngang là nó 1m2 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m4 nha. Nó nút đẹp luôn. Quá đẹp của chú anh chị ơi. Đây A51 này em giao lưu cũng là 1.3 luôn nha cô chú anh chị ơi. Đó tàn của chị xem nè. Đó. Hết sảy luôn. Hơn cây thông luôn. Cây thông đẹp chứ chắc chịu bằng cái này à. Quá trời luôn, đều luôn nè. Không trống lỗ nào hết trơn nha cô chú anh chị, xem kỹ đi. Xem chi cành kỹ cho em ha. Anh em nào sỉ lẻ gì em cũng bán hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Theo là cây A52 nha cô chú anh chị, A52. Chi cành đều luôn nha cô chú anh chị ơi. Đó. Cô chú xem kỹ cho em ha. Đó, chi cành đây. Em đâu hoàn thành chị xem nha. Mình thân nó là 17 nha cô chú anh chị, 17. Cái này là tàn tròn nha cô chú anh chị. Cái ngang là 1m5 luôn đó. Chiều cao nó là khoảng là 1m1 à. 1m1 nha cô chú anh chị, chiều cao 1m1 à. Chị ngang nó lớn hơn. Cái này là tàn dù đó cô chú chị ơi. Quá đẹp luôn. Cây A52 này em giao lưu cũng gần 1.3 luôn nha cô chú chị ơi. Tiếp cho cô chú chị là 200 km nha. Nếu ở xa thì em nhổ bầu, em bó bầu tặng luôn cái chậu nha luôn nha cô chú chị. Ok. Rồi tiếp theo là cây A53 nha cô chú chị, A53. A53. Chi cành đều luôn nha, tròn đẹp đẹp luôn nha cô chú chị ơi. Chị xem nè, nhánh là không thiếu lâu nào chứ đó nghe cô chú chị. Chị xem chi cành kỹ giùm em ha. Để đâu hình thân nha. Thân 17 nha cô chú chị. Cá ngang là 1m3 nha cô chú chị. Chiều cao nó là khoảng 1m2 nha cô chú anh chị, khoảng 1m2. Tàn tròn nha cô chú anh chị ơi. Quá tròn luôn,
chị xem đây, quá tròn luôn, quá tròn đẹp luôn. Rồi. Cây A53 này em giao lưu cũng gần 1,3 triệu luôn nha cô chú chị ơi. Rồi đó cây luôn. Tiếp theo là cây A54 nha cô chú chị. Cây này là lùng lực luôn nha cô chú chị, lùng lực. Lực luôn, càng rất tròn luôn chị. Này là anh em nào thích chơi kiểu bonsai là cây này hết sảy luôn nha. Mình thân 18 ngàn của chú chị à. Tán ngang là nó 1m2 nha cô chú chị, 1m2. Ừ, ok luôn cô chị ơi. Đây là lá mình không thấy được cái bông á, dập lên là mới thấy nha cô chú chị. Dập bông lên là mới thấy được cái nụ nha. Gì nữa, anh chị xanh rồi ha. Ồ, cái này lùng lực rất đẹp luôn nha chú chị, đó chị xem nó. Cái A54 này em giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú chị ơi. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0355329237 nha cô chú anh chị. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là cây A55 nha cô chú anh chị, A55. A55, toàn tròn đều luôn nha cô chú anh chị. Đến đâu hoành thân anh chị xem nha. Hoành thân nó nhỏ nhưng tàn nó cũng lớn nha, hoành thân 16 nha cô chú anh chị. Tàn nó cũng bằng cái kia thôi. Nó 1m4 đó cô chú vậy. Nha, 1m4 nha. Chiều cao nó 1m3 nha. Cái A55 này em giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Nụ kẹo ở trong chân này nha. Tiếp theo là cây A56 nha cô chú chị, toàn tròn đều đẹp luôn nha cô chú chị ơi. Đi xem nha, toàn tròn đều đẹp luôn, đẹp đẹp. Bắt đầu hoành thân chị xem nha, hoành thân nó là non 19 thôi, tính 18 thôi. Cái ngang là nó 1m3 nha cô chú chị. Cao rất dữ nha, nụ nút đều luôn, nụ bự á, nụ nút của chị xem đi, quá trời luôn, nụ vàng tươi luôn, nụ nó lên màu mỡ gà hết rồi nghe cô chú anh chị, nó là nó nở ra nó mới đẹp đó nghe cô chú anh chị. Rồi em giao lưu cây A56 này cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị ơi, 1,3 triệu luôn. Rồi đó cây luôn. À, cây A57 nha cô chú chị, A57. Lùng lực luôn nha cô chú chị ơi. Cái đế quá trời đẹp luôn cô chú chị ơi. Quá trời luôn, cái đế mặt lù luôn. Đây nè. Quá lực luôn. Đâu hoành thân chị xem nha. Hoành thân là 19 nha cô chú chị. Đo luôn cái cũ ở dưới cho cô chị xem luôn. Này là nó 26 nha. Cái cũ 26, cái hoành thì 19 thôi. Nút ok luôn. Nó ngang 1m4 nha cô chú anh chị. Chiều cao cũng là 1m4 luôn nha. Nút ngủ đều gan luôn cô chị ơi. Tết ok luôn nha. Cây A57 này em giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị ơi. Tiếp cho cô chú anh chị 200 km nha. Rồi, ok luôn. Đây, nó dính con chút không sao đâu. Rồi, tiếp theo là cây A58 nha cô chú anh chị, A58. Hơi dướng rồi, hơi có quay chút nha cô chú anh chị. Nhưng toàn đều gan rồi nha cô chú anh chị ơi. Đều gan à, không chống luôn nào đâu. Đi xem kỹ nè. Rất là tròn đều luôn nha. Đi xem đây đó. Các bạn thân chị xem nha.
Hơn 17 nha cô chú anh chị, 17. Cá ngang là 1m3 nha cô chú anh chị. Chiều cao là cũng 1m3 luôn nha. Hàng tròn do luôn. Đó, nút ok luôn nha. Ủ nút nào đi. Ok luôn. Nhỏ mà đầu nút cũng thừ luôn đó cô chú anh chị ơi. Cây này A58 em giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cây chậu năm này là tặng đều rất đều luôn nha cô chú anh chị ơi. Đi cành đều gan luôn. Rồi đỡ cây luôn. Và tiếp theo là cây A50 năm mấy đây? A59 nha cô chú anh chị, A59. Tàn tròn đều luôn nha, ngủ nút ok luôn nha cô chú anh chị ơi. Nút nó lú ra ngoài luôn nè cô chú anh chị ơi, xem nè, nó ngủ nút nè nó. Mỗi lá mỗi nụ ạ. Mình thân chị xem nha. Thân 17 nha. Tàn tròn đều rất đều luôn nha. Cá ngang là 1m2 nha cô chú anh chị, 1m2. Nút lú nè. Chiều cao nó là cũng 1m2 luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao chiều ngang là nó bằng nhau đó nghe cô chú chị ơi. Cây A59 em giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú chị ơi. Chi cành cũng chi là khỏi nói rồi đó. Chị cứ an tâm, nó tại có cái nhánh này, nó chị xem nó. Nó hết biết cái điều không? Nó chi cành nè, khỏi phải nói rồi đó. Mấy cây này là lật ra chi cành là khỏi chê luôn đó cô chú chị ơi. Đó, gan luôn. Rồi tiếp theo là cây A60 nha cô chú chị, A60. A60 tàn tròn đều luôn nha cô chú chị ơi. Ngủ nút vào đều luôn đó. Nó đâu hoàn thân chị xem nha. Hoàn thân là 16 nha. Cá ngang là 1m3 nha, 1m3. Chiều cao là 1m2 nha. Cái A60 này em giao lưu là cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị, 1,3 triệu luôn. Rồi tàn khỏi chê của chú chị ơi. Chị xem nè, tàn là khỏi chê điều bon luôn, không chống luôn nào hết. Nuôi cây châu năm này là tàn là ok luôn đó. Chỉ cần điều luôn rồi đỡ cây luôn. Tiếp theo là cây A61 nha cô chú anh chị, A61. Cây này là cũng bự luôn nha anh chị, mà cũng bằng giá cây kia luôn. Tại vì em giao lưu với cô anh chị là đồng giá luôn nè. Mình thân là 18 nha cô chú anh chị, 18. Cá ngang là 1m4 đó nha cô chú anh chị. Cái này tàn rất đẹp luôn. Chiều cao 1m5 nha cô chú anh chị ơi. Nó chỉ cần đều luôn cô chú anh chị ơi. Cây A61 này giao lưu cũng là 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Xem đây. Rồi đỡ cây. Rồi, tiếp theo là cây A62 nha cô chú anh chị, tàn đều luôn, một cốt luôn cô chú anh chị ơi. A62 đi cành đều luôn, ngủ nút là cây luôn đó nha cô chú anh chị. Đi xem đây. Nếu nào hoàn thân chị xem nha. Hoàn thân là 19 nha.
có ngang là 1m4 nha, chiều cao đó là cũng khoảng 1m4 luôn nha cô chú anh chị, chiều cao cũng khoảng 1m4 luôn, một nút đều luôn đó. Cái này đặt 14 mà ok đó nha. Nếu mà thời tiết hơi lạnh thì bà con hay đặt 13 bà con đặt được nghe bà con. Thời tiết nó ấm thì 14 hay đặt. Cái A62 này em giao lưu cũng là 1.3 triệu luôn nha cô chú anh chị, 1.3 triệu luôn. Ok. Tiếp theo là cái A83 nha cô chú anh chị, A83. A83. Tàn tròn, tàn dù đẹp luôn nha cô chú anh chị ơi. Nụ nút là ok luôn nha, nụ đều luôn. Em đo bản thân chị xem nha. Bản thân nó là 18 nha cô chú anh chị, 18. Chiều cao đó là khoảng 1m thôi nha bà con, chiều cao nó 1m hả? Chiều ngang nó lớn, hơi lớn hơn. Chiều ngang nó là 1.4 đó. Cái này là động lực đó nghe bà con. Cái này em giao lưu với bà con cũng là 1.3 triệu luôn nha. Lô cây chậu năm này của em là em đồng giá cho bà con luôn. Bà con thích cái nào thì bà con lựa cái nấy nha. Khỏi mất công băn khoăn giá cả nha bà con. Lô cây này là một giá 1.3 triệu. Bà con thích dáng nào thì alo em. Rồi đỡ cây luôn. Rồi. Tiếp theo là cây A64 nha bà con, A64. Tàn tròn đều luôn nha bà con ơi. Nụ nút là đều luôn. Để em đo bản thân chị xem nha. Mỗi nhổ mà cỏ hơi cỏ lên xấu quá. Cái này đế nở tròn do đó bà con ơi, em không có môi. Bình thân nó là 18 nha bà con, 18. Cá ngang là nó 1.4 nha bà con, nụ đều luôn đó, nụ lú lú ngoài bà con nhìn thấy đó, thì cao cách giữ nha. Cây 64 này em giao lưu cũng là 1.3 triệu luôn nha bà con. Lúc cây là đồng giá nha bà con. Giá. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây A65 nha bà con. Cây này cũng là cây cuối clip của em hôm nay luôn nha bà con. Tàn đều luôn nha bà con ơi. Chi cành đều luôn. Rất đều luôn đó nha bà con ơi. Bà con xem chi cành giùm em ha. Đến đâu hoàn thân nha. Hoàn thân nó 17 nha bà con. 17. Cá ngang là 1.5m á. Chiều cao là nó cũng là 1.4m. Cao 1.4m. Cây A65 này em giao lưu với bà con cũng là 1.3 triệu luôn nha bà con. Đó, bà con xem đây nó. Bà con thích cây nào thì bà con chọn cây nấy nha. Số điện thoại của em là 0355 2329 237 nha bà con. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi, chào bà con nha. Số điện thoại này không biết chừng nào.